cherry. Đối với con cái trái này ngon hơn trái cherry Mỹ nữa đó. Đối với con nha, trái này nó ngon hơn trái cherry nữa đó. Hồi xưa nha, còn bây giờ con không biết sao, để ăn thử lại coi. Ở ra mấy trái ăn chứ để nước nó hư á, nhiều lắm, 1 kg quá trời Để luôn, tủ lạnh đi, cái này để quá tủ trời. lạnh Thôi đừng để vô lạnh, để ngoài đi. Mua là nhiêu ta, 40 ngàn, 30 ngàn mà tự nguyện mua mắt 10 ngàn để được lựa đó, mà còn chưa được ấy nữa. còn Còn chưa cái được. xay này là ba chục ngàn nè đó, lâu lắm là lâu mới được ăn cái trái này nè. Mấy năm rồi đó. Cái này hồi xưa nhà 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 đứa bạn trong xóm nó có, nhà nó có cái cây này nè, mà nhà nó gần cái chuồng bò, cái cây này nó gần chuồng bò cho nên cái phân bò nó chảy ra ngoài cái cây, nên cái cây nó nhiều trái lắm đó, nó rất là ngọt. Mà biết này có ngọt không nha, mình chấm thử coi. Nó giống cái mùa hồi xưa Có, đã nói ngọt, có ngọt. biết sao không? Con sợ sâu, hồi nhỏ con sợ sâu lắm, bây giờ con cũng sợ sâu nữa. Mà cái này sợ sâu lắm Ăn cái xanh nó ngọt không? đó, giờ có chừng sâu nha, Cắn cái đầu. không phải chỗ cái núm nó có cái cuốn á, rồi không á. Ngọt ngọt chua chua, có mùi thơm nhẹ nhẹ. Nhà trái này ui da đục, trên nồi nó tầm bậy, nó tầm bậy, nó tầm bậy. Bây giờ Hồi xưa nó có cái nè, ăn không mới ăn không mà ở đó chẳng có gì ăn á. Con nít trong xóm chạy vòng vòng đi chơi chẳng có gì ăn, đi hái hái mấy trái này ăn là mà ngon không nè. Hái trái me keo nè, hái trái me keo, hái trái bình bát, hái trái trứng cá, xong mình đi chơi lò cò chơi 5-10 vui lắm. Bị bệnh cũng chẳng thấy sao hết, miễn sao được đi chơi thôi. Còn giờ bị bệnh cũng chẳng thấy sao hết, miễn phải đi làm thôi. Nhưng mà còn có việc làm là may mắn rồi. Ở bên đây không? Mấy đứa nó làm khách sạn không? Trái này nè, cũng bự lắm á. Trái cherry Việt Nam mà tới đây là bự lắm rồi đó. Không mà hàng bạn này công nhận mấy cái trái kia nó còn tăng nhiều, nó không có được như hàng của bả. Giờ cũng bởi đến ngọt không? Rồi bán Trái này xanh lè luôn nè, ăn thử coi nha. Trái xanh lè luôn, giống như trái chùm ruột luôn á. Nó giòn, giòn khủng rồi, xanh là giòn. giòn lắm luôn á. Bà này bán, bà nói thiệt, bà nói trái ở dưới nó ngọt, mà ở trên nó lạ, chua. Qua con kia đi mua Ngon. thị đâu có ngon chứ bự gì, nó tay 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 cũng không. Đây là trái xay nè. Trái xay á. Tại sao gọi là trái xay? Trái xay hay là trái xay? Cái xay. Trái xay chứ không phải là trái xoay. Trái xay hay là xay hay là xoay? Không, không phải xay nha. Trái xay. Không phải trái xanh đi. Trái xay là ý ngắn, người ta là ý dài. Chua chua trái xay. Trái xay á, mà không biết sờ xe hay sờ xẻ, không biết. Người miền Nam đọc mất chính tả cái không biết viết người ta luôn. Ngậm ra chứ chẳng có thịt gì đâu. Mà nó tan, nó chua chua, nó sặc lưỡi. Nhưng mà biết trái gì con chưa ăn nữa không? Con đố mẹ có một loại trái con chưa ăn nữa. Trái chăm. Ừ, sao mà biết hay à? Biết. Biết hay à? Trái chăm hình như nó có mùa mưa nó mới có trái chăm, ăn ăn cái lưỡi nó chín ngắt à.
Cái đó có kiến càng không á? Cái đó mùa mới có, mùa mưa mới có. Hồi nhỏ đi học tan trường ra cái bà ba bán trước cổng trường á, chứ là nhầm cái trăm mà cái học sinh nó hay mua, bà bỏ vô cái bịch cho bác 2.000 2.000 sari chùm rồi cốc ở mấy ghim đó, cà rem rồi kem cây rồi cốc 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 gì đó, mấy đứa học sinh nó hay mua mấy cái trái gì đó, mấy cái ly mà gọi là gì ta, cốc tai cốc chuối khô với lại mấy cái xanh xanh đu đủ cái là gì à, cốc tai hả, mấy trái như nước đá bào siro. Có bánh thuẫn mà là cái bánh trồng cái bột năng đập 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 thành cái khuôn cái béo nè, bánh bao chỉ nè, trời ơi hồi đó con đi học ra con cũng có ruột vịt nữa, pha lấu nữa, rồi bán mấy trái này nữa nè, cái này bác học sinh nó thích mua ăn. Này cái mùa nó lá chua sao vậy, nó chua ta, cái mùa nó mới có nghe, chứ không phải là dễ có đâu, mấy cái này là cái để bị khô quá rồi, nó bị khô rồi, chứ cái này là cũ rồi nha, chứ cái này mà mới là nó khác nha mẹ, mới là nó ướt nhẹp à, nó ăn nó chua lắm, mới là cái ruột nó ướt. Ừ cái này cũ lắm rồi, á, coi chừng bị móc á. Mấy cái trái này đâu có ai ăn đâu, mình về mình ăn chứ đâu có ăn cái này đâu, ở Việt Nam mấy đứa nít nó ăn. No, nít giờ nó cũng ăn cái này nữa, chỉ có mình ăn thôi á, cộng với thun đen thùi lùi là con biết rồi. Đây nè. Nó chua vậy, chua chứ mẹ ăn mà thấy chua. Không có ngon bằng hồi xưa. Bóp cái nó bể ra ha, nó mềm mềm á, nó cái này bóp. cái này là nó biết sao không, cái này là nó cũ rồi, nó cũ rồi, nó sao gió nó khô rồi má rồi. Cái xe đi này đại xe đi nặng còn đóng cho đem qua hả, mẹ đem đi nó phạt tiền mẹ thôi, có gì đâu. Để nó phạt tiền thôi, nó đặt xong nó chụp thùng rác, nó không còn bỏ trong hộp đó, thì nó đặc sản thì nó cho con khỉ, cho ta mua mít luôn, mua đồ người ta mình bỏ vô hộp. Sao không có cái vị ngon như hồi xưa, tại sao kỳ vậy ta, thì tại vì nó khô, không lại chắc tại hồi nhỏ mình khác, cái giờ mình lớn lên mình khác hay sao, chứ ăn không có cái vị giống như hồi xưa, tìm tới cái vị hồi xưa cũng không thấy nữa. Thì cũng á, cherry, cái này là gọi là cherry, còn kia là cherry, lập trại trại nghe giống. Cảm ơn mọi người theo dõi nha, bye bye.